Tử vi tuổi Quý Dậu sinh năm 1993 nữ mạng, năm 2022, vận may liên tiếp ùn ùn kéo tới, giàu như vũ bão. Vâng, xin mến chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát. Lời đầu tiên thay mặt cho thầy Gia Cát cùng với những người thực hiện chương trình, xin mến chúc tất cả quý vị luôn bình an, may mắn, vạn sự hanh thông, tấn tài, tấn lộc. Thưa quý vị và các bạn, việc xem tử vi cho tuổi Quý Dậu trong năm 2022 là một việc làm đặc biệt quan trọng đối với các bạn sinh năm 1993 nữ mạng. Bởi qua phần luận giải lần này, bạn sẽ có được cái nhìn tổng quan về cuộc sống của mình trong năm 2022 Nhâm Dần. Cụ thể hơn, bạn có thể thấy được điềm hung vận cát của mình thông qua lá số tử vi. Quý vị thân mến, cuộc sống của con người luôn có tốt có xấu. Điều quan trọng là chúng ta biết nắm bắt, có được bước đi chính xác để đón được tài lộc may mắn về với mình bằng cách nào mà thôi. Để nắm bắt được thời vận cũng như việc giảm thiểu được tối đa vận rủi đối với mình, ngay sau đây xin mời tất cả quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng theo dõi phần luận giải về tử vi chi tiết cho tuổi Quý Dậu sinh năm 1993 nữ mạng trong năm 2022 Nhâm Dần. Phần luận giải được thực hiện bởi thầy Gia Cát cùng với các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt, vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm về độ chính xác là tuyệt đối. Qua việc xem tử vi, thầy cũng sẽ chỉ rõ cho quý vị về toàn cảnh bức tranh của mình cũng như cách hóa giải để mang lại tài lộc và may mắn. Xin mời tất cả quý vị và các bạn cùng theo dõi. Tử vi tuổi Quý Dậu sinh năm 1993, năm 2022 nữ mạng, hung tinh vây khốn, số mệnh đận đận. Tử vi tuổi Quý Dậu sinh năm 1993, năm 2022 nữ mạng, vận thế hung nhiều hơn cát. Tuy rằng vào năm Nhâm Dần 2022, tuổi Quý Dậu không phạm thái tuế, nhưng lại có rất nhiều hung tinh xuất hiện, vận số không tránh khỏi sự xui xẻo. Tử vi tuổi Quý Dậu sinh năm 1993, năm 2022 nữ mạng tổng quan. Tử vi tuổi Quý Dậu sinh năm 1993, năm 2022 nữ mạng, vận thế hung nhiều hơn cát. Tuy rằng vào năm Nhâm Dần 2022, tuổi Quý Dậu không phạm thái tuế, nhưng lại có nhiều hung tinh xuất hiện, vận số không tránh khỏi sự xui xẻo. Tử vi năm nay cho hay, sự phát triển của người tuổi Dậu sinh năm 1993 trong năm Nhâm Dần 2022 sẽ có nhiều xáo trộn. Cô gái này nhận được sự hỗ trợ của các sao may mắn Long Đức và Tử Vi. Vì thế, vận thế quý nhân của người tuổi Dậu khá tốt, dù đi đến đâu cũng được nhiều người biết đến. Mặc dù có mức độ phổ biến khá cao, nhưng mấu chốt là bạn có quản lý được danh tiếng của chính mình hay không mới là điều quan trọng nhất. Thật đáng tiếc khi sự xuất hiện của Chu Tước sẽ khiến cho bạn gặp nhiều tiểu nhân thị phi. Các mối quan hệ vì thế cũng bị phá hoại. Vì vậy, để tránh tài lộc sa sút, người tuổi Dậu sinh năm 1993 nên tránh ảnh hưởng của sao hung tinh trong cuộc sống. Đồng thời, hãy luôn mang theo bên mình một kim bài thái tuế để hóa giải, tránh vận hạn của năm 2022 Nhâm Dần. Hung tinh, theo tử vi học, tài vận gặp bạo bại phá hư, tiền tài mất sạch, sức khỏe gặp thiên ách quấy nhiễu, sức khỏe yếu đi, thân thể bất an, quan hệ xã giao gặp chu tước ảnh hưởng, chuyện thị phi. Bởi vậy, tử vi khuyên nữ mệnh tuổi Dậu sinh năm 1993 cần phải tăng cường cảnh giác, làm cái gì cũng cần phải nhìn trước ngó sau. Cát tinh, may mắn trong mệnh còn gặp Long Đức tử vi là hai cát tinh, giúp cho cuộc sống có thể thuận lợi hơn một chút, chú ý bắt lấy các cơ hội để phát triển tốt hơn. Sự nghiệp, tử vi tuổi Quý Dậu sinh năm 1993, năm 2022 nữ mạng có sự nghiệp khá tốt, lạc quan vui vẻ. Cát tinh Long Đức trợ lực giúp cho cô gái tuổi Dậu có thể gặp được thời cơ trong công việc, sự trọng dụng của cấp trên, sự tín nhiệm của đồng nghiệp. Điều này vô cùng có lợi cho sự thăng tiến của bạn trong năm nay. Năm nay chú trọng sự kịp thời và nhanh nhạy, cho nên cô gái tuổi Dậu phải biết nắm bắt thời cơ để giải quyết vấn đề, thể hiện tài năng với lãnh đạo và cấp trên. Tài vận, xem bói tài vận nữ mạng tuổi Dậu sinh năm 1993, năm 2022 rất xấu. Mặc dù sự nghiệp của bạn đã được cải thiện rất nhiều, nhưng sự ảnh hưởng của hung tinh bạo bại là rất lớn, thường xuyên mất tiền mà không rõ nguyên nhân, tài vận không thể nắm chắc. Bên cạnh đó, hung tinh chu tước xuất hiện, không ít tiểu nhân và thị phi quấy thân, tài vận có bao nhiêu đều đổ vào kiện cáo tòa án, cho nên hao tài là điều không thể nào tránh khỏi.
Tử vi năm khuyên cô gái tuổi Quý Dậu có thể cần phải chú ý tình hình tài chính của mình, đừng nên mua sắm quá nhiều, tiêu tiền lãng phí sẽ khiến bạn càng khó sống hơn dịp cuối năm. Ngoài ra, cô gái tuổi Dậu sinh năm 1993 cũng cần học theo các bí quyết phong thủy cũng như thay đổi các đồ vật xung quanh mình để cầu tài. Và hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo để kích khai mở cung tài lộc, kích hoạt sự nghiệp ngày càng thăng tiến. Đồng thời, minh quang pháp bảo còn là pháp khí khai sáng trí tuệ, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi mang theo bên mình, sẽ được thần Phật che chở độ mạng, từ đó tài lộc sự nghiệp viên mãn, gia đạo hòa hợp. Tình cảm, tử vi tuổi Quý Dậu sinh năm 1993, năm 2022 nữ mạng, dự báo đường nhân duyên của bạn khá suôn sẻ. Cô gái này gặp sao tử vi chiếu mệnh, chuyện yêu đương trở nên tốt hơn và gặp gỡ được nhiều đối tượng mới. Người độc thân có thể thoát khỏi kiếp độc thân trong năm nay. Thầy Gia Cát dự báo, đối với người phụ nữ đã kết hôn, bạn sẽ có một cuộc sống hạnh phúc viên mãn bên người chồng của mình. Cả hai cùng yêu đương chăm sóc nhau, thậm chí sẽ có cơ hội có em bé trong năm nay. Theo dự báo, năm Nhâm Dần 2022 cũng là một năm khá thuận lợi để kết hôn. Cô gái Quý Dậu sinh năm 1993 cũng khá lớn tuổi. Đây sẽ là thời điểm thích hợp để bạn suy nghĩ về chuyện kết hôn, sinh con, yên bề gia thất. Sức khỏe, tử vi tuổi Quý Dậu sinh năm 1993, năm 2022 nữ mạng có sức khỏe không tốt, hung tinh chiếu mạng khiến cho cô gái tuổi Dậu có thể phạm phải họa huyết quang trong thời gian này. Tử vi khuyên bạn ra đường phải cẩn thận, tham gia giao thông thì đề phòng tai nạn. Đặc biệt là những người đi làm ăn xa, thường xuyên bị hung tinh tấn công, tình hình khá nặng nề. Tử vi khuyên bạn, đối với đi tàu xe, máy bay đều phải hết sức cẩn thận, chú ý tránh xui xẻo, đổi vận may bằng cách đeo nhiều đồ phong thủy, bùa may mắn. Cô gái tuổi Dậu, sinh năm 1993, tuy rằng không phạm thái tuế, nhưng sự ảnh hưởng của hung tinh lại rất nặng nề. Do đó chúng ta cần phải cân nhắc về việc bảo vệ sức khỏe của mình, đi đâu làm gì cũng nên chú trọng sức khỏe. Có sức khỏe là có tất cả, đừng làm gì tổn hại đến chính mình, đặc biệt với các vấn đề liên quan như phẫu thuật thẩm mỹ, đụng đến dao kéo. Bên cạnh đó, gia chủ tuổi Quý Dậu sinh năm 1993, hãy nhớ luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, thân tí thìn. Đây là pháp khí được chế tác theo tuổi của gia chủ tuổi Quý Dậu 1993, mang theo vòng bên mình sẽ hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại, đồng thời tăng cường sức khỏe và kích hoạt cung tài lộc cũng như sự nghiệp của gia chủ tuổi Quý Dậu. Tử vi từng tháng. Tử vi từng tháng tuổi Quý Dậu sinh năm 1993, năm 2022 nữ mạng được căn cứ theo 24 tiết khí để đánh giá và phân tích. Tháng 1, tử vi tuổi Quý Dậu 1993, năm 2022 nữ mạng là 29 tuổi, đầu năm có tài lộc tương đối suôn sẻ. Bạn sẽ dành nhiều thời gian cho gia đình, nhất là những cô nàng đã kết hôn, cuộc sống của bạn quay quanh con cái nội ngoại. Người tuổi Dậu nên tìm cho mình những khoảng thời gian nghỉ ngơi để lấy lại năng lượng, tất bật suốt cả năm thì đây là lúc chị em gặp gỡ bạn bè, trò chuyện vui vẻ và sống lại với thanh xuân. Tháng 2, tuổi Dậu 29 tuổi có các mối quan hệ xã giao rất tốt trong tháng này. Trong năm mới, người tuổi Dậu có thể có được ngôi sao may mắn chiếu mệnh, quen biết được nhiều quý nhân hoặc bạn bè. Các mối quan hệ xã giao cũng rất được cải thiện, nhân cơ hội này có thể mở rộng thêm nhiều mối quan hệ, kết bạn thành thân. Cô nàng tuổi Quý Dậu trở nên mềm dẻo và biết cúi đầu, quan hệ biết co biết giãn sẽ khiến cho cô nàng có nhiều cơ hội thăng tiến, các mối quan hệ khác cũng rất tốt. Tháng 3, nữ mệnh Quý Dậu 29 tuổi có tài lộc rất tốt trong tháng này, bạn được hỗ trợ bởi ngôi sao may mắn tử vi. Những cô nàng tuổi Dậu có thể trở nên tự tin và hấp dẫn hơn trong mắt người khác, đặc biệt trong mối quan hệ giữa vợ chồng, người yêu, bạn biết cách giao tiếp với họ, dù giữ khoảng cách thì vẫn có được sự thu hút riêng. Đối với các cô nàng độc thân, bạn hãy nắm bắt cơ hội để yêu đương và kết hôn đi nhé. Tình yêu chỉ đến với những người thực sự nỗ lực trong mối quan hệ mà thôi. Tháng 4, tử vi tuổi Quý Dậu sinh năm 1993, năm 2022 nữ mạng dự báo, tháng này có hung tinh quấy nhiễu, lại là tiết thanh minh, cho nên càng khiến bạn trở nên tiêu cực. Các cảm xúc kìm nén không được giải tỏa, cô nàng tuổi Dậu trở nên khó chịu, buồn bã, tâm lý không được ổn định. Những biến cố cũng như tâm lý khiến cho bạn không còn giữ được bình tĩnh. Vì vậy, đối với người tuổi Quý Dậu,
Nhiệm vụ đầu tiên của bạn trong tháng này là điều chỉnh tâm lý, đừng để những năng lượng tiêu cực ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất và tinh thần. Đồng thời, nếu cảm thấy tâm lý buồn bực thì có thể tâm sự cùng với bạn bè, đây cũng là cách tốt nhất để xả stress. Tháng 5, tử vi tháng nói những người tuổi Quý Dậu sinh năm 1993 có vận trình sự nghiệp khá tốt trong tháng này. Với sự giúp đỡ của Long Đức Cát Tinh, bạn có thể tạo ra sự khác biệt trong công việc của mình, đặc biệt là trong các nhiệm vụ đồng đội. Cô nàng tuổi Dậu có khả năng lãnh đạo tốt, có thể sắp xếp công việc và nhiệm vụ của từng thành viên một cách hợp lý. Mọi người cùng giúp đỡ nhau, cùng thực hiện nhiệm vụ và cùng nhau đạt được thành tích tốt. Tất cả những điều này là công lao và sự nỗ lực của bạn, do đó tuổi Quý Dậu sẽ có cơ hội được công ty quý trọng và vun đắp thông qua những hoạt động như thế này. Đây thực sự là điều rất may mắn. Tháng 6, tử vi tuổi Quý Dậu, sinh năm 1993, năm 2022, nữ mạng dự báo có tài lộc không mấy khả quan trong tháng này, bị ảnh hưởng bởi hung tinh bạo bại nên sẽ hao tài tốn của. Nữ mệnh tuổi Dậu đứng trước nguy cơ xảy ra khủng hoảng mất tiền và thất thoát tiền bạc. Đồng thời, dưới sự ảnh hưởng của sao Thất Sát, thu nhập tháng này của bạn không được ổn định cho lắm, nhất là về phần thu nhập tay trái. Giữ được phần gốc mà không bị hao hụt thì đã là điều may mắn. Vì vậy, cô gái tuổi Quý Dậu cần phải bảo vệ tài sản và sự an toàn của mình trong tháng này. Làm việc chăm chỉ hơn để kiếm tiền và cố gắng khôi phục sự giàu có và phát triển bản thân bạn nhé. Tháng 7, mối quan hệ xã giao của cô gái sinh năm 1993 không mấy lạc quan trong tháng này. Các bạn bị làm phiền bởi hung tinh Chu Tước, cho nên dễ gặp phải tiểu nhân hoặc tranh chấp kiện cáo trong tháng này. Trong đó, mâu thuẫn với đồng nghiệp ở nơi làm việc là nổi bật nhất. Có thể xảy ra xung đột gay gắt giữa bạn và đồng nghiệp vì lợi ích với khách hàng. Điều này sẽ phá hủy mối quan hệ thân thiết nơi công sở. Các mối quan hệ của bạn trong tháng này có thể tồi tệ hơn. Tử vi khuyên người tuổi Dậu nên chú ý hơn đến các khía cạnh xã giao, cố gắng khoan dung trong mọi việc, đừng quá bất cẩn với người khác, nếu không có thể sẽ cản trở tài vận của bạn. Tháng 8, vận trình sức khỏe của những người tuổi Dậu sinh năm 1993 trong tháng này không được tốt cho lắm. Bị ảnh hưởng bởi thiên ách, cô gái tuổi Dậu có thể thường xuyên bị bệnh, đặc biệt do thời tiết nắng nóng, bạn có thể bị các bệnh về đường tiêu hóa hoặc đau dạ dày. Do ăn quá nhiều thức ăn sống và lạnh sẽ gây nguy hiểm nghiêm trọng đến sức khỏe. Vì vậy, người ta khuyến cáo các bạn trong tháng này nên chăm sóc thể trạng và ăn uống đồ lạnh càng ít càng tốt để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe. Tháng 9, tử vi tuổi Quý Dậu sinh năm 1993, năm 2022 nữ mạng, dự báo tài chính của bạn chỉ ở mức trung bình. Bạn chịu ảnh hưởng của bên ngoài, dù quấy nhiễu không lớn nhưng cũng ảnh hưởng khá nhiều đến bạn. Cô nàng tuổi Dậu có thể sẽ phải đi công tác xa, với người có gia đình thì điều này sẽ là một thử thách với bạn. Bạn cần phải sắp xếp mọi thứ hợp lý, vừa chăm lo cho mái ấm của mình mà lại không làm ảnh hưởng đến công việc. Tháng 10, tử vi tháng này của quý cô tuổi Dậu sinh năm 1993 có tử vi cát tinh chiếu mạng, cho nên bạn sẽ gặt hái được không ít thành công, sự nghiệp nói chung là khá tốt. Tuy nhiên, mối quan hệ với cha mẹ thì không được tốt cho lắm, nhất là với những bạn chưa lấy chồng, thì lúc bạn dành nhiều thời gian cho công việc là lúc bố mẹ giục bạn kết hôn. Tháng 11, tử vi dự báo công việc của tuổi Quý Dậu khá bận rộn, bạn phải xử lý nhiều công việc, từ việc quan trọng đến việc lặt vặt. Thực sự, việc gì cũng đến tay. May mắn thay, người tuổi Dậu khá mạnh mẽ và có nhiều năng lượng, kể cả những cô gái, thì các bạn vẫn luôn nỗ lực hết mình cho công việc. Lời khuyên là dù sao bạn cũng là con gái, có nhiều chuyện không cần bạn xông xáo thì vẫn có thể làm được, thế nên hãy thận trọng một chút trong công việc, đừng bao giờ để chính mình lâm vào tình trạng kiệt sức. Tháng 12, các mối quan hệ nhân duyên của cô gái tuổi Quý Dậu sẽ tăng lên vào thời điểm này, bạn có thể gặp lại bạn bè đã lâu không gặp. Đối với người còn độc thân thì hãy nhanh chóng chọn lấy một mối lương duyên phù hợp để đến với nhau bạn nhé. Thưa quý vị, vậy là chúng ta đã cùng nhau phân tích xong về phần luận giải lá số tử vi cho tuổi Quý Dậu sinh năm 1993 nữ mạng trong năm 2022 nhâm dần. Chắc hẳn là quý vị đã biết được mình cần phải làm gì cho tương lai, đúng không ạ? Thông qua chương trình này thì chúng tôi cũng luôn mong rằng quý vị hãy áp dụng những kiến thức về tử vi phong thủy mà kênh đã chia sẻ.
để có thể mang lại cho mình những may mắn và thành công sớm hơn. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh xin mến chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những nội dung lần sau.